Xin chào, lại là Voodoo House đây. Hôm nay sẽ biến hóa bạn phốc sóc cáo kỉnh này trở nên xinh đẹp hơn nhé. Định vào gần mà tí thì bị bé cắn sợ quá đi thui. Quay thôi mà cũng khó chịu a hu hu. Đây là lúc chưa cắt nẻ và bây giờ mình sẽ bắt đầu cắt tỉa cho bé ngay đây. Các bạn hãy xem mình cắt tỉa nhé. Các bạn nhìn này, xinh quá, kiểu này tuần nào mình cũng tới Voodoo House để làm đẹp cho bé nhà mình. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy like và share để xem tiếp video thú vị tiếp theo nhé.